Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của chuyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Diệp Minh hỏi, cái gì là tiềm lực bảng? Vàng tiểu ngũ tinh thần tỉnh táo, nói, Diệp Sư Huynh, chúng ta thiên cương môn, có mấy cái bảng danh sách, kỳ thật liền là mỗi năm một lần thực lực bài danh. Ngoại môn đệ tử bài danh, gọi là tiềm lực lặn, 10 vị trí đầu ban thưởng đơn giản khủng bố. Tên thứ nhất, trực tiếp liền là một tỷ thiên cương tệ. Đây chính là thiên cương tệ a, thiên cương đại lục tiền tệ. Một viên thiên cương tệ có thể đổi 100 miếng tử tinh tệ vàng tiểu ngũ hưng phấn nói, đây chính là thật nhiều tiền. Phía trên bảng danh sách lại là cái gì? Diệp Minh hỏi. Nội môn đệ tử bài danh, gọi long hổ bảng. Bởi vì bài danh phía trên đều bị thân truyền đệ tử nhóm chiếm cứ lấy. Dĩ nhiên, ban thưởng cũng cao, tên thứ nhất có thể cầm 100 ước thiên cương tệ ở trên nữa liền lợi hại hơn, thân truyền đệ tử gọi sinh tử bảng. Bởi vì đều là trưởng lão đệ tử, các trưởng lão thường thường nhờ vào đó giải ân oán, chỗ lấy tử vong suất rất cao. Nhưng ban thưởng tự nhiên càng cao, phía trên liền là chân truyền bảng cùng tinh anh bảng, phần thưởng kia đều cao đến không có cách nào nói. Nói đến đây, vàng tiểu ngũ thấp giọng nói, sư huynh, chúng ta thiên cương môn trưởng lão, cũng có chia cao thấp. Ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, hạ viện nghị sự trưởng lão, thượng viện nghị sự trưởng lão, quyền hành trưởng lão, đầu mối trưởng lão, nhất cấp so nhất cấp quyền lực lớn. Sư huynh là thiên tài, không bao lâu liền sẽ có trưởng lão đăng môn, hy vọng chiêu ngươi làm đệ tử. Đến lúc đó, sư huynh có thể ngàn vạn vững vàng, không nên tùy tiện đáp ứng, mặc kệ đối phương mở ra thật tốt điều kiện, chỉ cần không phải nghị sự trưởng lão, hết thảy không đáp ứng. Diệp Minh nở nụ cười, hỏi, nghị sự trưởng lão có nhiều ít? Vàng Tiểu Ngũ, nghị sự trưởng lão bên trong, hạ viện trưởng lão là cố định 800 tên. Thượng viện trưởng lão cố định 150 tên. Phía trên thì càng ít, quyền hành trưởng lão có 25 người, trong đó 5 người đồng thời lại là đầu mối trưởng lão. Đúng, trưởng môn bản thân, gọi là đầu mối đại trưởng lão, một người có được hai tên đầu mối trưởng lão quyền hành. Diệp Minh gật đầu, xem ra, chỉ có quyền hành trưởng lão cùng đầu mối trưởng lão mới thật sự là thiên cương môn hạch tâm. Cái kia quyền hành các trưởng lão, thu đệ tử sao? Vàng Tiểu Ngũ nói, quyền hành các trưởng lão, bình thường không thu đệ tử bất quá quyền hành trưởng lão phía dưới bình thường đều có một ít trên dưới viện trưởng lão là bọn hắn người cho nên một cái nào đó nghĩ sự trưởng lão thu ngươi làm đệ tử thân truyền ngươi chẳng khác nào quy về một vị nào đó quyền hành trưởng lão dưới trướng nếu như tư chất ngươi tốt biểu hiện tốt thậm chí có khả năng tại một thời điểm nào đó bị quyền hành trưởng lão thu làm đệ tử diệp minh gật đầu những việc này hắn có cần phải cùng ngọc lăng kiều bọn hắn nói rõ miễn cho tùy tiện liền bái sư quả nhiên như là vàng tiểu ngũ nói một dạng ngày thứ hai liền có một tên nội môn đệ tử đến đây nắm một phong thư giao cho diệp minh đại khái nội dung là gửi thư tín người là một vị nội môn trưởng lão trong môn có khá cao uy vọng bản thân lại là đạo quân tu vi vân vân tóm lại liền là muốn nhận diệp minh làm đồ đệ diệp minh trở về một phong thư nói còn muốn suy tính một chút sau đó liên tiếp diệp minh lại thu đến mấy chục phong thư trong đó có nội môn trưởng lão cũng có ngoại môn trưởng lão thậm chí còn có hai vị nghị sự trưởng lão diệp minh không then chốt hết thảy đều nói cân nhắc mà trong khoảng thời gian này hắn làm cho tất cả mọi người an tâm tu luyện chờ đợi cuối cùng bài danh kết quả trong khoảng thời gian này diệp minh tiếp tục tu hành thái nhất động linh quyết đệ tam trọng liệu địch tiên cơ đệ nhất trọng cùng tầng thứ hai phân biệt là đọc lên pháp theo pháp tại nhiệm trước đệ tam trọng quá khó khăn diệp minh trước đó quyết định dùng thất nguyên pháp trận dung nhập pháp lực bên trong dùng toán trận suy tính làm đến liệu địch tiên cơ bất quá cử động lần này rất khó hơn một tháng thời gian hắn không ngừng thử lỗi sửa đổi không ngừng mãi đến gần nhất mới có chỗ tiến triển dùng pháp lực đúc thành ra thất nguyên toán trận hiện tại diệp minh chỉ cần đứng ở đằng kia không cần suy nghĩ nếu có địch công tới kẻ địch còn chưa ra tay thất nguyên toán trận liền sẽ có phán đoán tự động điều dùng pháp lực làm ra tốt nhất phán đoán đương nhiên thất nguyên toán trận sẽ còn trong tương lai thu thập hàng loạt thực chiến số liệu mới có thể chân chính liệu địch tiên cơ hiện ở đây không rất ngây thơ khoảng cách viên mãn còn sớm nhưng này không trở ngại diệp minh tu luyện pháp vương cảnh đệ tam trọng tinh khiết pháp cảnh pháp vương cảnh có tứ trọng phân biệt là luyện pháp linh pháp tinh khiết pháp tan pháp bình thường tới nói mọi người chỉ tu luyện đến tầng thứ hai liên trung kích thần nhân cảnh tinh khiết pháp cùng tan pháp cơ hồ không ai dám đụng coi như đụng phải cũng làm không được cuối cùng vẫn là muốn thả vứt bỏ cho dù là tầng thứ hai linh pháp cùng đệ nhất trọng luyện pháp đa số người cũng chỉ làm đến pháp tại nhiệm trước cùng sơ bộ luyện pháp thôi Vô pháp đi đến Diệp Minh này loại liệu địch tiên cơ, cũng đem Thái Nhất Dung Pháp quyết luyện đến đệ thất trọng, sai sử pháp lực đi đến không có chút nào chất bẩn trạng thái. Diệp Minh đánh xuống cơ sở vững chắc, đối với hắn đến tiếp sau tu hành, tự nhiên có trợ giúp rất lớn. Tỷ như này tinh khiết pháp quyết, nguyên nhân chính là hắn lúc trước Thái Nhất Dung Pháp quyết làm đến đệ thất trọng cực hạn, bởi vậy mới sẽ làm ít công to. Tinh khiết pháp tu hành, ở chỗ sai sử pháp lực thuần túy, sai sử thân thể không còn tồn tại, có được chân chính pháp thể. Đương nhiên một bước này tu hành so tầng thứ hai linh pháp khó nhiều diệp minh không hy vọng tầm năm ba tháng liền hoàn thành hắn làm xong gặm xương cứng chuẩn bị hơn một tháng đi qua thành tích cuối cùng ra tới dán thông báo vào cái ngày đó diệp minh không ai mọi người ra mặt hắn là một người đi bảng rất lớn trực tiếp đặt ở to lớn trên tấm bia đá vài dặm bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng diệp minh nhìn thoáng qua trên bảng xếp hạng tên thứ nhất không phải hắn thậm chí ba vị trí đầu đều không có hắn tên thứ nhất là cái gọi tô liệt gia hỏa là kinh khủng 750 điểm. Người thứ hai tên là bắt trước nói, 739 điểm. Người thứ ba gọi viên tập hợp cổ, 705 điểm. Mà Diệp Minh, bài danh đệ tứ, 700 điểm chỉnh. Lúc trước hắn như trong thực chiến khiêu chiến thần quân khôi lỗi, xâm nhập ba vị trí đầu khẳng định không có vấn đề, thậm chí tên thứ nhất cũng không tính việc khó. Bất quá hắn lúc đương thời chỗ thu lại, che giấu thực lực. Bảng một tấm ra tới, vô số trưởng lão, dồn dập phóng tới bài danh trước 100 người trụ sở. Dĩ nhiên, 10 vị trí đầu, bình thường trưởng lão nghĩ cũng không dám nghĩ. Tỷ như Diệp Minh, bảng tờ sau khi đi ra, ngược lại không ai lại cho hắn đưa tin. Bởi vì giống hắn loại cấp bậc này, chỉ có nghị sự trưởng lão có tư cách thu kỳ vi đồ, liền nội môn trưởng lão đều không dám tới chiều hắn. Tại trên bảng, Ngọc Lăng Kiều bọn hắn, cơ bản đều tại trăm tên trên dưới, có mấy chục tên, có hơn 100, số ít tại hơn 200 tên. Hiện tại Diệp Minh mới biết được, trước đó bọn hắn một đám thiên tài, được đưa tới có cột nhà trên đại điện tiếp nhận khảo thí, đó mới chẳng qua là một bộ phận mà thôi, chỉ sợ lúc ấy liền một phần mười cũng chưa tới. chắc là một số phê thiên tài phân biệt được đưa tới nơi đó tiến hành khảo thí. mặc kệ như thế nào, hai trăm người đứng đầu thành tích đã là rất đáng gờm rồi. dù sao lần này chỉ có hơn một ngàn tám trăm người trở thành ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử liền có hơn có 18 tám chín vạn chi chúng. Diệp Minh trở lại trụ sở về sau liền đem mọi người chưa tập dâng lên. Diệp Minh đề nghị là, kém nhất cũng là hạ viện trưởng lão. Dù sao hai vị trí đầu chăm cứ như vậy nhiều, hạ viện trưởng lão đều không đủ điểm. Bài danh 100 bên trong, kém nhất là thượng viện trưởng lão. Mà Vàng Tiểu Ngũ nói, quyền hành các trưởng lão, bình thường sẽ đoạt đoạt 10 hạng đầu đệ tử. Mọi người các hồi trở lại các nơi, chờ đợi tin tức. Trước ba ngày, thế mà không có một phong thư gửi tới. Đến ngày thứ tư lúc, mới có một vị thượng viện trưởng lão đến đây. Bất quá, vị này thượng viện trưởng lão không phải vì thu hắn làm đồ mà là thay truyền lời nguyên lai like, quyền hành trưởng lão bên trong có một vị gọi lãnh vân phong hy vọng có thể thu diệp minh làm đệ tử thân truyền diệp minh trong lòng tự nhủ quyền hành trưởng lão liền 25 vị là đầy đủ cao tầng thế là lúc ấy liền đáp ứng sau đó hắn theo vị này thượng viện trưởng lão đi tới lãnh vân phong trưởng lão chỗ ở quyền hành các trưởng lão chỗ ở là toàn bộ thiên cương đại lục phong cảnh tốt nhất linh khí nhất dư thừa vị trí trưởng lão kia mang theo diệp minh bay hơn nghìn dặm mới tiến vào một mảnh phong cảnh tú lệ vùng núi, một con sông lớn theo trong hạp cốc thông qua. Nào biết được, tiến vào vùng núi, lại bay ba ngàn dặm, mới tiến vào một mảnh như tiên cảnh khu vực. Trưởng lão kia nói cho hắn biết, theo đầu kia sông lớn, liền là lãnh vân phong trưởng lão trụ sở một đầu đường danh giới. Vị này quyền hành trưởng lão chỗ ở, phương viên tám ngàn dặm, tất cả đều là của hắn tài sản riêng. Diệp Minh âm thầm líu lưỡi, trong lòng tự nhủ có quyền liền là tốt. Cuối cùng rơi xuống một tòa trên đỉnh núi cao, trên đỉnh chỉ có một gian giản dị tảng đá phòng ở, Trung quanh lãnh lãnh thanh thanh, như cái tu hành chỗ. Trưởng lão kia rơi vào tảng đá phòng ở trước, nói, lạnh công, người dẫn tới. Ngươi trở về đi, tảng đá trong phòng, truyền ra một âm thanh lạnh lùng. Trưởng lão kia thi lễ một cái, xoay người rời đi. Tiến đến, đối phương nói. Diệp Minh đi vào tảng đá phòng ở, bên trong ngồi xếp bằng một người trung niên, một thân màu xanh tố bào, tóc buông thõng, mười phần mộc mạc. Thanh âm của hắn lạnh, dung mạo cũng rất thân thiện, nhìn ra được tuổi trẻ là, là cái cực kỳ anh Tuấn Nam Tử. Ngươi là Diệp Minh đi, thành tích đệ tứ, rất không tệ. Hắn nói, ra mắt trưởng lão, Diệp Minh hành lễ. Ta gọi lãnh vân phong, 25 vị quyền hành trưởng lão một trong, cố ý thu ngươi làm đồ. Ngươi nguyện ý tới, xem ra là đáp ứng. Hắn nói, Diệp Minh, vâng, đệ tử nguyện ý bái ngài làm thầy. Trước đó, có không cái khác trưởng lão đi tìm ngươi? Hắn hỏi. Diệp Minh, yết bảng trước có, yết bảng sau không có. Lãnh Vân Phong cười cười, ta cùng người tranh phá đầu, mới cướp được thu ngươi làm đồ tư cách. Ai, ba vị trí đầu mấy cái kia, đều bị vài vị đầu mối muốn đi. Diệp Minh nhịn không được tò mò, trưởng lão. Về sau gọi sư phụ ta. Sư phụ, Diệp Minh đổi lời nói, nhưng trong lòng âm thầm kinh động, đối phương mệnh hắn gọi sư phụ, đây là đệ tử nhập thất tiết tấu à. Hắn tiếp tục hỏi, mỗi 10 năm một lần tuyển nhận người mới đệ tử, chẳng lẽ lần đầu tiên trước mấy tên. Đầu mối các trưởng lão đều muốn thu làm đệ tử, nếu như vậy, chẳng lẽ không phải mấy trăm năm liền thu một đống lớn đệ tử. Lãnh Vân Phong ha ha cười một tiếng, tại chúng ta Thiên Cương môn, 700 điểm là một cái hạng. Không cao hơn 700 điểm, đầu mối các trưởng lão là sẽ không thu đồ đệ. Năm nay không sai, ra ba cái 700 điểm trở lên. Mà ngươi, không nhiều không ít, vừa lúc 700. Ngươi như lại nhiều một phần, nhưng là không còn phần của ta, muốn bị đầu mối nhóm cướp đi. Bất quá nha, đầu mối phía dưới Ta cướp được ngươi, cũng là vận khí không tệ. Những người khác chỉ có thể muốn 700 điểm trở xuống. Diệp Minh gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ một điểm chi kém, có khác nhau sao? Lãnh Vân Phong nói, "Tốt, ngươi sau này sẽ là vi sư đệ tử nhập thất. Tại trước ngươi, còn có ba vị sư huynh, bất quá chẳng qua là thân truyền đệ tử. Bọn hắn gọi sư tôn ta, mà ngươi gọi sư phụ ta, ngươi hẳn là hiểu rõ trong đó phân biệt." Diệp Minh chỗ nào không rõ, hắn nhưng chính là thu qua vô số đệ tử người, lập tức nói Đồ Nhi hiểu rõ. Sau đó hắn hỏi, sư phụ, lão nhân ra ngài là tu vi gì? Lãnh Vân Phong ha ha cười một tiếng, liền biết người nhịn không được sẽ hỏi. Cửu tinh môn phái quyền hành trưởng lão, ít nhất cũng phải là thiên tôn tu vi, vi sư là thiên tôn thượng phẩm. 25 vị đầu mối bên trong, có 3 vị giới chủ, 6 vị thượng phẩm thiên tôn, ngoài ra đều là trung phẩm thiên tôn. Diệp Minh, sư phụ thật sự là lợi hại. Lãnh Vân Phong, vậy cũng không có gì, vi sư qua mấy năm, là muốn xung kích giới chủ, chỉ có giới chủ mới là thật tiêu giao. Ta nhìn ngươi hẳn là tại tu luyện thái nhất môn thái nhất động linh quyết, hiệu quả như thế nào? Diệp Minh, sư phụ, ta đã nắm xây xong, hiện tại đang chuẩn bị tinh khiết pháp cảnh tu hành, chẳng qua là này nhất trọng quá khó khăn, còn không có tiến triển. Lãnh Vân Phong cười nói, tinh khiết pháp tự nhiên khó, thái nhất môn pháp môn tuy tốt, đáng tiếc một bước này có thiếu sót. Vi sư truyền cho ngươi một cái thiên cương thuần nhiên công, bộ này phụ trợ công pháp, có thể trợ ngươi hoàn thành tinh khiết pháp nói xong tại diệp minh trên thân nhất chỉ diệp minh trong đầu liền có hơn một bộ cao diệu công pháp diệp minh mừng rỡ nói sư phụ có công pháp này ta trong vòng một năm hẳn là có thể tu thành lãnh vân phong tinh khiết pháp phía dưới là tan pháp một bước kia quá khó khăn bất quá thái nhất môn nhỏ dung thiên công rất đáng gờm ngươi có lẽ có cơ sẽ thành công diệp minh hỏi sư phụ ngài lúc trước đến đệ tứ trọng sao lãnh vân phong lắc đầu vì sư lúc trước cũng là thử qua bất quá thất bại sau này dứt khoát từ bỏ. Theo ta được biết, chỉ có vài vị đầu mối lúc trước, đến tan pháp một bước này. Diệp Minh gật đầu, tiện tay đem thái nhất lệnh móc ra, nói: "Sư tôn, đây là thái nhất lệnh." Sau đó liền đem thái nhất môn trải qua, nói đơn giản. Lãnh Vân Phong thản nhiên nói: "Thái nhất môn quá không ra gì, để đó ngươi dạng này thiên tài đệ tử, thế mà bởi vì lợi ích chi tranh mà từ bỏ, thật sự là không có thuốc nào cứu được." Đồ Nhi, chờ ngươi tu vi có thành tựu, liền trở về nắm thái nhất môn thu khiến cho hắn trở thành chúng ta thiên cương môn một cái phân đàn. Lãnh Vân Phong nói, chúng ta thiên cương môn, trước mắt có 12 xử phạt đàn, lại thêm một cái cũng tốt. Diệp Minh gật đầu, đúng. Được rồi, ta nhường sư huynh của ngươi, mang ngươi ở nhà đi một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Nói xong, nắm một cái thân phận bài giao cho Diệp Minh, cũng nói, bên trong 100 ức thiên cương tệ, ngươi có khả năng tùy thời lấy dùng, cũng có thể trực tiếp đi đa bảo các đổi đồ vật dùng. Lúc này, một tên thanh niên đi tới, hơn 20 đến, 30 tuổi tuổi tác. Vóc người rất tối, bất quá 10 phần anh tuấn, cười rộ lên hai hàm răng trắng. "Sư đệ, ta gọi Triệu Trầm Phương, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút hoàn cảnh." Diệp Minh vội vàng chào, "Sư huynh, ta gọi Diệp Minh." "Ha ha, vi huynh biết, đi thôi." Hai người từ biệt Lãnh Vân Phong, liền đi xuống núi. Nay Triệu Trầm Phương 10 phần nhiệt tình, một đường giới thiệu rất nhiều cảnh điểm. Lãnh Vân Phong chỗ này tài sản riêng, gọi là Tẩy Vân Sơn, mà Tẩy Mây chính là Lãnh Vân Phong đạo hiệu, người xưng tẩy vân thiên tôn phiến khu vực này ngoại trừ gieo trồng dược thảo để đó linh thú bên ngoài còn nuôi rất nhiều tạp dịch đệ tử dĩ nhiên một chút thượng viện trưởng lão hạ viện trưởng lão liên cùng đệ tử của bọn hắn phụ thêm nội môn ngoại môn trưởng lão cũng không ít ở chỗ này bất quá đều ở vòng ngoài bình thường ở tại tẩy vân sơn đều để rửa vân sơn làm nhà đối nội đều gọi là tẩy vân sơn đệ tử giống tẩy vân sơn địa phương chỉ có 25 chỗ điểm do 25 vị quyền hành trưởng lão hết thảy một phiên du lãm về sau diệp minh được đưa tới một tòa trang viên bên trong chiếm diện tích hơn vạn mẫu triệu trầm phương nói sư đệ nơi này là vì ngươi chuẩn bị linh khí dồi dào dưới mặt đất còn có một cái thái cổ thần thạch tài nguyên khoáng sản còn chưa khai thác phía trên đâu là ngàn mẫu dược điền bảy ngàn mẫu khu rừng cùng nông trường nơi đây còn có ba ngàn tên tạp dịch đệ tử tạo điều kiện cho ngươi sai sử diệp minh mở to hai mắt nhìn lớn như vậy có phải hay không quá lãng phí Triệu Trầm Phương cười nói, không lãng phí, ta biết, cùng ngươi cùng đi mỹ nữ cũng không ít đầy. Diệp Minh cười khan một tiếng, hắn đảo thật có lòng, nhưng Ngọc Lăng Kiều bọn hắn toàn chuyển tới ở. Triệu Trầm Phương nói thân là quyền hành trưởng lão đệ tử, mọi người đều gọi chúng ta quyền hành đệ tử, là có tư cách truyền thụ người bên cạnh công pháp tu hành. Diệp Minh gật đầu, tạ sư huynh, ta hiểu được. Mấy ngày nay, ngươi liền tự động an bài một chút, có bất kỳ sự tình cũng có thể tìm ta. Nói xong, trả lại cho Diệp Minh mấy đạo tin tức phù, dễ dàng cho liên lạc đối phương sau khi đi diệp minh liền đi tìm ngọc lang kiều bọn hắn kết quả nữ môn nhóm cơ hồ đều bái nhập thượng viện trưởng lão môn hạ các đệ tử có thượng viện cũng có hạ viện kết quả này hắn rất hài lòng hắn về trước trước đó chỗ ở nắm vàng tiểu ngũ mang lên sau đó kêu lên mọi người đi hắn trang viên diệp minh trang viên cũng đủ lớn mọi người tới đây về sau từng cái cao hứng bừng bừng ngược lại mấy ngày gần đây đều là tán để đó đại gia liền quyết định ở đây ở mấy ngày ngày thứ hai một mực không có tin tức a thanh cuối cùng tìm tới cửa diệp minh ngay tại trên bảng hắn bái nhập tẩy vân thiên tôn môn hạ sự tình rất nhiều người đều biết tìm đến tự nhiên dễ dàng theo nàng nói a thanh thế mà chưa có thể trở thành nội môn trưởng lão thế mà chỉ cho an bài một cái việc vật vãnh trưởng lão chức vụ địa vị vô cùng thấp thậm chí không bằng một tên nội môn đệ tử diệp minh nghe xong chân mày nhíu chặt nói a thanh ngươi đường tỷ nói như thế nào a thanh nàng nói hiện tại thiên cương môn không thiếu người tay tạm thời chỉ có thể cho cái việc vật vãnh trưởng lão chức vụ diệp minh cười lạnh ngươi dẫn ta đi một chuyến ta cùng bọn hắn nói chuyện a à thanh biết diệp minh hướng tại là quyền hành đệ tử thân phận không thể coi thường có hắn tại có lẽ có thay đổi phụ trách tuyển nhận trưởng lão địa phương tên là nạp hiền các chuyên môn phụ trách từ bên ngoài đến trưởng lão chiêu mộ hai người tới nạp hiền các một tòa ba tầng lâu bên ngoài sắp xếp hàng dài hai người theo đạo thứ hai môn tiến vào tiến vào một gian văn phòng bên trong đang có một vị trưởng lão ngồi ở kia phụ trách tìm đọc mới tới trưởng lão tư liệu diệp minh nói vị trưởng lão này làm phiền người kia ngẩng đầu nhíu mày hỏi ngươi là người phương nào lãnh văn phòng trưởng lão tọa hạ đệ tử diệp minh diệp minh thản nhiên nói đối phương liền vội vàng đứng lên cười bồi nói nguyên lai là lãnh quyền hành cao đồ ngài liền là vị kia bài danh đệ tứ đại thiên tài a nhanh mau mời ngồi diệp minh khoát tay chặn lại không cần vị này a thanh mới trải qua là cùng ta cùng đi ta nghe nói các ngươi chỉ an bài cho hắn một cái nho nhỏ việc vật vãnh thật dài lão này mặt người cũng thay đổi tự nhủ hỏng diệp minh tuy là đệ tử nhưng hắn là quyền hành đệ tử a không biết có nhiều ít thượng viện hạ viện nghị sự trưởng lão cả ba kết hắn đây mà nghị sự trưởng lão phía dưới không biết có nhiều ít nội môn ngoại môn trưởng lão tùy tiện một cái chính là viện trưởng lão đều có thể cho hắn tiểu hài xuyên hắn lúc này vỗ đùi là ta sai lầm kỳ thật chúng ta cho an bài nội môn trưởng lão chức vụ Chẳng qua là phía trên còn không có phê xuống. Bất quá cũng sắp. Cái này việc vật vãnh trưởng lão, chẳng qua là tạm thời, tạm thời. Diệp Minh gật đầu, nghe nói, A Thanh có vị đường tỷ, gọi là cái gì nhỉ? A Thanh bổ sung, nàng gọi Lý Mạn Linh. Trưởng lão kia nghe xong, trong lòng liền hận lên, nếu không phải cái kia Lý Mạn Linh yêu cầu hắn, không muốn cho an bài tốt chức vụ, hắn cũng sẽ không đắc tội Diệp Minh vị này quyền hành đệ tử. Hắn lập tức nói, cái kia Lý Mạn Linh có phải hay không cùng hai vị có thù A? nàng năm lần bảy lượt tới yêu cầu ta không muốn an bài nội môn ta đương nhiên là cự tuyệt vẫn là báo cho phía trên dù sao lấy đạo quân tu vi nội môn trưởng lão là dư xài còn nữa nói a thanh trưởng lão cũng là thái nhất môn ra tới xuất thân không kém a thanh thở dài nói ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đối đãi ta mặc dù không giúp lại vì sao trở ngại ta diệp minh nói đây cũng là nhân tính trưởng lão kia hai vị yên tâm vô luận hắn nói cái gì đều sẽ không ảnh hưởng kết quả. Hai người sau khi rời đi, đang chờ trở về, nhắc tới cũng xảo, đối diện đi tới một cái nữ, mặc dù cũng mỹ mạo, chẳng qua là so với A Thanh kém một cái đẳng cấp. Nàng một thân hồng trang, vẻ mặt tươi cười, đúng A Thanh nói, Thanh muội, ngươi tại sao lại tới? Diệp Minh nhìn hắn một cái, nói, A Thanh trước đó được an bài việc vật vãnh trưởng lão, chúng ta cảm thấy không hợp lý, tới tranh thủ một thoáng. Đối phương chính là Lý Mạn Linh, nàng khanh khách nở nụ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, cái gì? Các ngươi tranh thủ. Tranh thủ hữu dụng không? Nơi này chính là thiên cương môn, ta cũng không dám nói có thể tranh lấy vật gì, các ngươi lại dựa vào cái gì. Nói xong, nàng nhìn chầm chầm Diệp Minh, ngươi là ai? Gặp nội môn trưởng lão, cũng không hành lễ sao? Diệp Minh cười, nói, ta là mới tới đệ tử, nhưng không cần hướng ngươi hành lễ. Lý Mạn Linh biến sắc, lớn mật, ngươi muốn chết. Này ngươi cũng thật hung ác, ra tay liền chụp về phía Diệp Minh đỉnh đầu, lại bởi vì một câu, muốn giết hắn, A Thanh lách mình ngăn lại, phất tay đẩy ra đối phương một kích chí mạng, cả giận nói, Lý Mạn Linh, ngươi làm gì? Lý Mạn Linh cười lạnh, không làm gì, giết một cái không hiểu chuyện khiêu chiến tiểu đệ tử. Diệp Minh tại đằng sau hắc hắc cười lạnh, ta cũng không phải cái gì tiểu đệ tử, ta gọi Diệp Minh là tẩy vân thiên tôn đệ tử nhập thất. Lời vừa nói ra, Lý Mạn Linh choáng váng, cái gì, hắn là quyền hành trưởng lão đệ tử. Mà lúc này, Diệp Minh đã bóp nát tin tức phù. Không đủ một hơi công phu, Triệu Trầm Phương liền xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua hiện trường, hỏi, sư đệ, chuyện gì xảy ra? Diệp Minh thở dài, chỉ Lý Mạn Linh nói, sư huynh, người này nói ta gặp hắn, không làm lễ, liền muốn giết ta. Triệu Trầm Phương vẻ mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt sát cơ phun trào, hỏi, ngươi dám đụng đến ta sư đệ, ngươi biết thân phận của hắn sao? Lý Mạn Linh sợ choáng váng, bịch một tiếng quỳ xuống, đúng. Thật xin lỗi, ta không biết hắn là quyền hành đệ tử. Không biết, không có nghĩa là ngươi không có tội. Triệu Trầm Phương vung tay lên, liền có một cỗ lực lượng bá đạo buông xuống. Lý Mạn Linh kêu thảm một tiếng, toàn thân không có khí lực, dưới mặt đất còn chảy ra một bãi cướp đái. Nguyên lai Triệu Trầm Phương trong lúc nhấc tay liền phế đi tu vi của hắn. Diệp Minh thầm giật mình, trong lòng tự nhủ vị sư huynh này tu vi tối thiểu cũng là thiên quân đẳng cấp. xử lý về sau Triệu Trầm Phương trách nói sư đệ ngươi về sau cùng người trao đổi cần phải trước quang minh thân phận, bằng không chuyện như vậy còn dễ dàng phát sinh. Diệp Minh cười khan một tiếng, hắn lần này nhưng thật ra là cố ý nói, sư huynh, ta biết rồi, về sau nhất định đổi. Triệu Trầm Phương suy nghĩ một chút, lại đem trên người Ngọc Hoàn hái xuống, thắt ở Diệp Minh bên hông, nói, đây là chúng ta tẩy vân sơn nhân vật trọng yếu mới có tẩy mây Ngọc Hoàn, ngươi ngày ngày mang theo, người khác liếc mắt liền nhìn ra thân phận của ngươi, không dám đả thương hại người. Diệp Minh nói cảm ơn, nói, sư huynh, không phải còn có hai vị sư huynh, bọn hắn ở đâu? Triệu Trầm Phương cười nói, đại sư huynh Lữ Thiên Tinh đang trùng kích trung phẩm thiên tôn, xuất quan còn sớm. Nhị sư huynh Trần Địa sư tại bên ngoài làm việc, ngắn hạn sẽ không trở về. Diệp Minh âm thầm kinh ngạc, đại sư huynh thế mà đều trùng kích trung phẩm thiên tôn. Triệu Trầm Phương nói, sư đệ, ngươi là đệ tử nhập thất, ba cái sư huynh tương lai đều là muốn nghi trượng ngươi. Đây cũng không phải là lời khen tặng, Diệp Minh tư chất thiên tài, lại thêm đệ tử nhập thất thân phận, tương lai ít nhất cũng là quyền hành trưởng lão. Mà Triệu Trầm Phương ba cái, cầm quyền hành cơ hội cũng không lớn. Diệp Minh cười nói, tiểu đệ ta thực lực bây giờ thấp, muốn cho vài vị sư huynh hao tâm tổn trí. Triệu Trầm Phương cười nói, thay ngươi quan tâm cũng là nên, sư huynh đệ chúng ta ở giữa như là gia đình một dạng, có vinh cùng vinh. Diệp Minh đối với cái này cũng là rất tán thành, Tẩy Vân Sơn người càng mạnh, mỗi người lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, điểm này vĩnh không thay đổi. Diệp Minh thử cơ dẫn tiến A Thanh, nói, Tam sư huynh, đây là bạn thân ta, ngươi có thể hay không an bài cho hắn một cái tốt nội môn vị trí? Triệu Trầm Phương suy nghĩ một chút, nói nội môn trưởng lão bên trong, địa vị cao nhất, liền là phụ trách hình đường. Đệ tử phạm tội, hơn phân nửa muốn đưa lễ, chất béo nhiều nhất. Thứ hai là mộ dịch đường, một chút giao dịch bên trong, cũng có thể mò được không ít. A Thanh nói, ta liền đi hình đường đi. Triệu Trầm Phương gật đầu, việc này ta tới an bài, ngươi chỉ cần ngày mai đi bên trong hình đường báo danh liền tốt. A Thanh ngỏ ý cảm ơn, Triệu Trầm Phương khoát khoát tay, ngươi không cần cảm ơn ta, ta là thế sư đệ làm việc. Triệu Trầm Phương còn có việc trong người, hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. A Thanh hâm mộ nói, có dạng này sư huynh che chở, Diệp Minh ngươi có thể an gối không lo. Diệp Minh, chỗ ta ở rất lớn, ngươi về sau cũng ở ở bên kia đi. A Thanh gật đầu, tốt, ngược lại trưởng lão ở thế nào đều một dạng. Ngày nay buổi chiều, Diệp Minh nguyên thần hồi trở lại chiếu đại la vũ trụ, chỉ thấy đại la trong vũ trụ đã tích lũy hàng loạt tạo hóa cảnh tu sĩ, có mấy ngàn nhiều. Diệp Minh từng nghĩ tới, ngày sau có khả năng chính mình tiếp dẫn, đem những này người, đưa vào đến thượng giới, để bọn hắn trở thành thật trên trời người. Việc này, hắn từng nghiên cứu qua, nhưng hắn phát hiện, tại hắn trở thành thiên quân trước đó, không cách nào làm đến bước này. Chỉ có tu vi đến thiên quân cảnh giới, mới có thể phá vỡ thái hư huyễn cảnh giới hạn, đem người dẫn đến chỗ này. Trừ cái đó ra, còn muốn kiến tạo thái hư chỉ các loại. Ba ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua, Diệp Minh nhóm người này, các đến các nơi tu luyện mà Triệu Trầm Phương cũng lần nữa tìm tới Diệp Minh, lần này nói muốn dẫn hắn đi một chỗ lịch luyện, cũng chính là Thánh vực. Diệp Minh nhớ kỹ ban đầu ở phía dưới Kim Tống Đế Quốc lúc, hoàng đế liền cho một cái tiến vào Thánh vực danh ngạch. Diệp Minh hỏi, Tam sư huynh, tiến vào Thánh vực danh ngạch có nhiều ít? Triệu Trầm Phương cười nói, phàm ta Thiên Cương môn đệ tử, đều có thể đi. Chẳng qua là cái kia Thánh vực hàng năm đối ngoại cởi mở một lần, nhưng ta Thiên Cương môn đệ tử không ở chỗ này trong hạn chế, tùy thời có thể dùng đi. Lần này nói với ngươi là bởi vì thánh vực bên trong ngũ hành động mở ra. Này ngũ hành động, 300 năm mới mở ra một lần, tiến vào người, chỉ có thể là pháp vương cảnh. Sư đệ ngươi không phải liền là pháp vương, nhất định phải đi thử thời vận. Này ngũ hành động cũng là người người có thể vào chưa? Diệp Minh hỏi. Triệu Trầm Phương, tự nhiên không phải, cũng chỉ có chúng ta quyền hành đệ tử có cơ hội. Bình thường thân truyền đệ tử cũng không có tư cách đi vào. Diệp Minh suy nghĩ một chút, như thế nói đến ta chỉ sợ muốn cùng với những cái khác ba vị quyền hành đệ tử cùng đầu mối đệ tử chạm mặt. Không sai, cho nên sư đệ ngươi cũng muốn cẩn thận. Ngũ hành trong động, có đại cơ duyên, chẳng qua là ít có người có thể được đến, sư huynh hy vọng ngươi có khả năng trở thành cái kia may mắn người. Triệu Trầm Phương một phiên giao phó về sau, cùng ngay liền mang theo Diệp Minh, đi đến thánh vực. Mượn nhờ chuyên môn truyền tống trận, hai người rất nhanh liền tiến vào một mảnh hoang vu khu vực. Nơi này chính là thánh vực, hoang vu vô cùng, nhưng một chút chỗ đặc biệt còn giữ thái cổ thời kỳ cảnh tượng ngũ hành động chính là một cái trong số đó hai người vượt ngang một mảnh hoang mạc về sau liền thấy một tòa cực kỳ cao to thổ sơn tại cái kia thổ sơn phía dưới có một cái cửa hang lớn bị ngũ sắc thần quang cho phong ấn bất kỳ vật gì đều không thể tiến vào chỗ động khẩu tụ tập không ít người có mấy cái vẫn là diệp minh nhận biết đều là bài danh trước 100 nhân vật hiện tại quyền hành đệ tử có người cùng diệp minh chào hỏi kêu lên diệp minh có người gọi diệp minh trong đó ba người tầm mắt, soạt đến một thoáng liền bắn tới. Ba người này, tại trong đám đệ tử, như hạc sữa bầy gà, Diệp Minh lập tức liền biết, mấy cái này đều là đầu mối đệ tử, cũng chính là bài danh ba vị trí đầu mấy cái kia. Người chính là Diệp Minh, một người trong đó, đen phát mặt trắng, toàn thân áo đen, cầm trong tay đen vỏ bảo đao, ta là Tô Liệt. Tô Liệt là xếp hàng thứ nhất cái vị kia, Diệp Minh nhẹ gật đầu, kính đã lâu. Người thứ hai cùng người thứ ba, một cái áo vàng, một cái lam Sam bọn hắn khinh miệt quét Diệp Minh liếc mắt, cũng không cùng hắn chào hỏi. Ngươi điểm số có 700, khuất tại đệ tứ, đáng tiếc. Đằng trước hai vị kia, chưa hẳn liền so với ngươi còn mạnh hơn. Tô Liệt nói, hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài, có rõ ràng ý khích bác. Diệp Minh lại không ngốc, nói, ta kém xa, cũng là đệ nhị cùng thứ ba, đều bị Tô Huynh đè ép, chắc hẳn trong lòng cực không thoải mái, Tô Huynh cũng phải cẩn thận. Tô Liệt cười khan một tiếng, chỗ nào, ba người chúng ta thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, không tồn tại người nào so với ai khác cao. Cái kia áo vàng thanh niên đi tới, cái này người ánh mắt lăng lệ, lông mày giống như trường đao, có song tai triều phong, hắn thản nhiên nói, đừng nói vô dụng, sư tôn ta nói, này ngũ hành trong động có tam bảo, thứ nhất là ngũ hành chi tâm, nó là ngũ hành động hạch tâm. Ngũ hành chi tâm tồn tại vạn cổ, nhưng chưa bao giờ bị người từng chiếm được, chắc hẳn chúng ta hy vọng không lớn, tạm thời không đề cập tới. Thứ hai là ngũ hành linh thú, ngũ hành trong động, có 5 loại linh thú, nếu có thể chém giết, có thể được ngũ hành tinh khí quán thể, từ đó có ngũ hành chi thể. Ta ý tứ, ta ba người tốt nhất trước phân phối xong, miễn cho trở ra, lẫn nhau cướp đoạt. Thanh niên áo lam tiến lên hai bước, hắn môi mỏng sống mũi cao, một đầu tóc bạc, lạnh lùng nói, cái này muốn bằng bản sự, phân phối tính là gì? Mà lại thứ ba kiện bảo bối, tên là ngũ hành châu, là đạt được ngũ hành chi tâm then chốt. Ba người chúng ta người, lại phân chia như thế nào? Ba tên này, không coi ai ra gì, hoàn toàn không có coi Diệp Minh là thành đối thủ cạnh tranh, đến mức những người khác thì càng đừng nói nữa. Dù sao bọn hắn là đầu mối đệ tử, Diệp Minh chờ bất quá là quyền hành đệ tử thôi. Diệp Minh trong lòng tự nhủ nguyên lai bên trong có ngũ hành chi tâm, sư huynh không có nói với chính mình, ước chừng là không hy vọng chính mình tranh đoạt đi. Dù sao tại đầu mối đệ tử trước mặt, chính mình tựa hồ cũng không chiếm ưu thế. Mặt khác đầu mối đệ tử cũng đều là bình thường nên vẻ mặt như thế, hoàn toàn không có cùng ba tên đầu mối đệ tử tranh đoạt ý nghĩ đầu tiên là thực lực tranh lệch đến quá xa thứ hai bọn hắn cũng không muốn đắc tội đầu mối đệ tử mà diệp minh nhưng trong lòng đang tính toán sau khi đi vào hẳn là có tiện nghi liền muốn mới mặc kệ cái gì đầu mối đệ tử không đầu mối đệ tử đoạt chỗ tốt trọng yếu nhất nói không có vài câu ngoài động ngũ hành vầng sáng biến mất vầng sáng tan biến trong nháy mắt cái kia tô lịch cái thứ nhất liền vọt vào đồng thời tại cửa hang ném hạ một đạo phù cái kia phù hô đến một tiếng liền nổ tung hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen cháy hừng hực hỏa diễm rất lợi hại ngăn chặn cửa hang người khác còn thế nào tiến vào chỉ có diệp minh không chút do dự thi triển hỏa độn chi pháp gấp vọt vào theo viên tập hợp cổ cùng trần pháp đạo có thể liền xui xẻo không ngừng dùng các nơi biện pháp dập lửa nhưng trong thời gian ngắn căn bản vào không được tô liệt sai sử ám chiêu sau khi đi vào ha ha cười lớn nhưng mà hắn rất nhanh liền không cười được bởi vì hắn phát hiện diệp minh ngay tại hắn phía sau cái mông hắn đột nhiên dừng lại lạnh lùng nói diệp huynh Người tốt nhất cách ta xa một chút. Diệp Minh nhếch miệng cười một tiếng, mở ra hai tay, tốt, ta cách ngươi xa một chút. Sau đó dậm chân một cái, người đã không thấy tăm hơi. Hắn tu luyện là ngũ hành độn thuật, mà nay ngũ hành trong động, thuần túy liền là ngũ hành lực lượng xây dựng, hắn độn hành dâng lên tiêu giao tự nhiên. Tô Liệt giật mình, người đi nơi nào? Diệp Minh tại dưới mặt đất tới lui, tìm kiếm bảo bối. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được mỗi cái phương vị có mãnh liệt sinh cơ lực lượng. Hắn không chút do dự, liền hướng bên kia vào tới. Hắn độn pháp rất cao minh, trong nháy mắt đã đến. Khi hắn nhảy ra mặt đất, chỉ thấy thân ở một cái to lớn trong rừng rậm, này ngũ hành trong động không gian, cư to lớn như thế. Hắn vừa xuất hiện, trong rừng rậm, liền xông ra ngàn vạn đạo cây mây, hướng hắn quấn quanh tới. Hắn thân thể thoáng qua, chạy trốn tại chỗ, xuất hiện tại ngoài trăm bước. Ở phía xa xem, hắn liền chú ý tới, trong rừng rậm, có một đầu to lớn thanh long, xanh biếc con mắt, móng vuốt, đang theo dõi hắn rõ ràng mới vừa công kích chính là nó tại ra tay diệp minh xuất ra thiên hiểu đao bước ra một bước người đã đến thanh long sau lưng hung hăng đánh xuống còn ờ, thanh long sau lưng lao ra vô số dây mây một mực liền đem thiên hiểu đao cho đánh bay cái kia lực lượng mạnh mẽ chấn động đến diệp minh toàn thân run lên xem ra nay ngũ hành linh thú cũng không phải dễ đối phó đao không có hắn đột nhiên một đầu đâm vào thụ nhân trong cơ thể lợi dụng độn thuật hắn có khả năng tại thanh long thể bên trong hành tẩu tự nhiên thanh long trong cơ thể có thật nhiều kinh mạch mạch máu diệp minh lúc này thả ra diêu tiền thụ bắt đầu trắng trợn hấp thu mộc chi tinh khí diêu tiền thụ vừa ra tới thanh long liền cuồng hống tựa hồ mười phần hoảng sợ đáng tiếc không dùng diêu tiền thụ chỉ trong chốc lát liền đem nó tinh khí hút đi gần nửa này thụ nhân một thoáng liền đánh mất năng lực hành động diệp minh tranh thủ thời gian lao ra nhặt về thiên hiểu đao một đao liền đem nó chém tại long nổ tung hóa thành cuồn cuộn chân nguyên màu xanh lục dồn dập xông vào Diệp Minh trong cơ thể. Diệp Minh trong nguyên thần, lập tức liền nhiều một đạo màu xanh long phù. Này long phù tác dụng, cùng cái kia tứ tượng phù giống. Như ngũ hành phù tập hợp đủ, liền có thể sinh ra ngũ hành đại thần lực, cùng bát quái lớn lặn có thể sánh bằng. Diệp Minh chém thanh long, lại chui xuống đất, tìm kiếm thổ linh thú phương vị. Khi hắn bằng vào cảm ứng, xuất hiện tại thổ linh thú địa bàn lúc, liền thấy Tô Liệt đang cùng một đạo khói vàng ác chiến. Tô Liệt cầm trong tay bảo đao, vô luận như thế nào chém giết, đều không thể thương tới khói vàng một chút. Diệp Minh nhìn thoáng qua, này tô liệt không có một cái nào thời cơ, chỉ sợ bắt không được khói vàng. hắn cười thầm một tiếng, lại rời đi hiện trường. Không một lát, hắn tới đến một mảnh khắp nơi là kim loại tinh thể địa phương. Hắn vừa xuất hiện, một đầu màu trắng cự hổ theo mặt đất lao ra, sơ sát từ điều kim khí đập vào mặt. Diệp Minh có thể cảm giác được, đầu này bạch hổ thực lực hẳn là thần quân đẳng cấp. Hắn biết không có thể đối đầu, thế là chạy trốn tại chỗ xuất hiện sau lưng bạch hổ ngoài trăm bước bạch hổ quay người lại lại lao đến nó há mùng phun một cái mấy ngàn kim nhận bắn nhanh tới diệp minh bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục né tránh trong lòng tốc độ cao suy tư đối sách ngũ hành tương sinh tương khắc hỏa khắc kim diệp minh né tránh mấy lần về sau là xong hiểu này bạch hổ tập tính đơn giản liền là bổ nhào về phía trước nhất kích sau đó phun thả kim nhận hắn thả ra một đạo hỏa long bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng cái kia bạch hổ quả nhiên e ngại về sau này tránh. Kim nhận tiến vào Hỏa Long về sau, trực tiếp liền nóng chảy đi, dồn dập rơi xuống đất. Diệp Minh học được Hỏa hệ công pháp, có 8 loại nhiều, trong nháy mắt thả ra 8 đầu Hỏa Long, đem Bạch Hổ vây ở trung ương. Liệt diễm phía dưới, Bạch Hổ phục trên đất, chỉ có thể kêu rên. Diệp Minh thừa cơ rút ra Thiên Hiểu đao, một đao liền đã kết liễu Bạch Hổ. Bạch Hổ đồng dạng bạo thành một đoàn kim chi tinh nguyên, một đầu Bạch Hổ xuất hiện tại Diệp Minh trong nguyên thần, ngưng làm hổ phù. Được hổ phù diệp minh không chút nào dừng lại đi tới thủy tri địa phương chỉ thấy một vùng biển mênh mông bên trong viên tập hợp cổ trần pháp đạo không biết lúc nào tiến nhập ngũ hành động đang cùng một đầu màu đen huyền vũ ác chiến cái kia huyền vũ quy thân cổ rắn hình thể khổng lồ thân thể giấu trong tay gây sóng gió mà cổ thì dò xét tại bên ngoài như chớp giật công kích hai người tại chung quanh nó có nhất trọng màn nước bảo hộ lấy pháp thuật rất khó đột phá bất quá trần pháp đạo cùng viên tập hợp cổ không hổ là ba vị trí đầu cao thủ hai người hợp lại tiến đánh nhưng cái kia huyền vũ phòng thủ nhiều hơn tiến công diệp minh xa xa nhìn thoáng qua liền lặn xuống nước viên tập hợp cổ cùng trần pháp đạo đều không am hiểu chạy trốn bằng đường thủy lúc này cũng không phát hiện dị thường diệp minh lặng lẽ lặn xuống dưới nước mượn chạy trốn bằng đường thủy thủ đoạn xuất hiện tại huyền vũ dưới thân thể huyền vũ tinh lực tất cả trần pháp đạo cùng viên tập hợp cổ trên thân cũng không cảm giác diệp minh tới gần Diệp Minh thu liễm khí tức, tạm thời bất động. Đợi ước chừng nửa khắc đồng hồ, song phương chiến đấu kịch liệt, Huyền Vũ trên cổ chúng một cái hỏa cầu, mà Trần, Viên hai người cũng bị hắn thủy cầu bắn ra. Diệp Minh biết cơ hội tới, đấm ra một quyền, cùng bạo tiềm năng ở trong nước nổ tung, dùng Huyền Vũ làm trung tâm, hình thành to lớn hỏa sương mù, phương viên mười mẫu đều sương mù bừng bừng, nhìn không rõ. Huyền Vũ sừng sốt một chút, một sợi ánh đao từ đuôi đến đầu, đem cổ dài xé ra. Huyền Vũ tử vong, hóa thành thuần túy ngũ hành thủy chi tinh khí, tràn vào Diệp Minh nguyên thần, hóa thành Huyền Vũ phủ. Diệp Minh dạng Huyền Vũ, chiếm tinh khí, nước nấu che chắn dưới, Trần, Viên hai người còn không biết được. Mà chờ hơi nước tán đi, nơi nào còn có Huyền Vũ cái bóng. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng không thấy Diệp Minh. Diệp Minh vừa được tay, người liền độn mở, vụ xuất hiện tại hỏa chi địa phương. Này ngũ hành viêm chỗ, đại địa giãn nứt, không ngừng có đáng sợ nhiệt độ cao hỏa diễm bắn ra. Trước mắt, vẫn chưa có người nào đã tới nơi này hắn lúc này thả ra thần niệm tìm kiếm hỏa linh thú có thể nhưng vào lúc này hai đạo nhân ảnh xuất hiện chính là trần pháp đạo viên tập hợp cổ hai người này bỏ lỡ huyền vũ về sau lập tức chạy tới bên này chỉ so với diệp minh chậm một bước diệp minh không muốn cùng hai người này xung đột trực tiếp dù sao người ta là đầu mối đệ tử hắn chỉ là quyền hành đệ tử ở bên ngoài vẫn là không nên nháo cương hắn thế là thi triển hỏa độn chạy tới rìa sau đó lại vội vã giả bộ như cố ý xông vào vừa nhìn thấy hắn trần viên hai người đều cảnh giác lên trần pháp đạo lạnh lùng hỏi ngươi tới làm gì muốn cùng ta hai người đoạt hỏa linh thú diệp minh vội vàng khoát tay đâu có đâu có ta đi lộn chỗ sau đó xoay người rời đi vừa đi một bên thở dài ai vừa rồi gặp được tô liệt hiện tại lại đụng tới các ngươi thật là xui xẻo tô liệt mắt thấy là phải bắt lại con linh thú kia hy vọng không cần đụng phải hắn nghe xong nói như vậy hai người lỗ tai liền chi lên tô liệt tại chém giết thổ linh thú cơ hội tốt à hai người nháy mắt hung tợn đối diệp minh nói ngươi tại đây bên trong trông coi trừ chúng ta bên ngoài không cho phép bất luận cái gì người tiến vào biết không nói xong hai người xoay người rời đi bọn hắn muốn giấu ở tô liệt bên người thừa cơ hái quả đào hai người này vừa đi diệp minh lập tức tìm kiếm hỏa linh thú cuối cùng cuối cùng bị hắn phát hiện một con hỏa điểu giấu ở hỏa diễm chỗ sâu đang ngủ hắn thế là hung hăng trên mặt đất dẫm một cước đại địa run rẩy cái kia hỏa điều cuối cùng bị kinh động, hét dài một tiếng, lao ra hỏa diễm hướng Diệp Minh đánh tới. Diệp Minh có trước đó ba lần kinh nghiệm, biết cái này hỏa linh thú trí tuệ, chỉ biết là dùng đơn giản thủ đoạn công kích người. Thế là hắn một bên né tránh, một bên tìm cơ hội. Chỉ một lát sau, hắn liền phát hiện hỏa điều một cái nhược điểm, liền là tại phun lửa thời điểm, hỏa điều này toàn thân lông vũ liền sẽ đẩy ra, bắn ra mũi tên lửa. Nó lông vũ mười phần cứng cỏi, có hỏa diễm hộ thể, nhưng lông vũ chi lên về sau liền lộ ra da thịt. Thế là, hắn xem xét một cái cơ hội, lóe lên mũi tên lửa, một thoáng vây quanh nó phía dưới, thiên hiểu đao xuyên qua lông vũ, đâm vào da thịt. Chỉ một chút, liền đem hỏa điều này làm thịt rồi, nguyên thần của hắn bên trong, xuất hiện lần nữa một đầu chu tước phù, cùng cái khác ba phù hô ứng lẫn nhau. Liền đến bốn phù, Diệp Minh lòng tin phóng đại, lập tức phóng tới Trần, viên hai người chỗ thổ chi địa phương. Chờ hắn lúc chạy đến, liền phát hiện ba người này đang giết đến tối mày tối mặt, lẫn nhau công đấu, liên cái kia khói vàng cũng tham dự vào. Diệp Minh lúc này ở phía xa hét lớn, không xong, ta gặp được một người, nói có người tại Mộc Chi động thủ, mắt thấy là phải chém giết Linh thú, mà lại hỏa chi mây rất nhiều người, bọn hắn không nghe ta khuyên ngăn, ta sợ không phải là đối thủ, ba vị mau đi xem một chút. cái gì, những cái kia quyền hành đệ tử lại dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. ba người giận dữ, tôi liệt lạnh lùng nói, ngươi cho ta xem trọng nơi đây. nói xong, Trần, Viên hai người đi tới hỏa chi. Tô Liệt đi tới một chỗ. Chi đi hai người này, Diệp Minh lập tức nhào về phía cái kia khói vàng. Trong ngũ hành, Mộc Khắc Thổ, hắn thôi động Thanh Long Phù, một đạo lục quang vờn quanh quanh thân, cùng pháp lực của hắn dung hợp được. Hắn đưa tay một cầm, pháp lực ngưng tụ thành một tay nắm, dễ dàng liền đem cái kia khói vàng bắt được. Oanh đến một tiếng, khói vàng nổ tung, hóa thành một đạo màu vàng hậu thổ phù, xuất hiện tại hắn trong nguyên thần. Liền đến năm phù, năm phù lập tức nối liền thành một thể, hình thành một cái ngũ hành bế vòng ở bên ngoài cơ thể hắn cũng xuất hiện mãnh liệt ngũ sắc quang hoàn. Lần này, khiến cho hắn ngũ hành độn thuật càng thượng tầng hơn lâu, đạt càng huyền diệu hơn cảnh giới. Không biết cái kia ngũ hành châu ở phương nào, hắn nghĩ thầm, lúc này đi tới mộc chỗ. Chờ đến đến mộc chỗ, thấy Tô Liệt đang tìm linh thú, chẳng qua là khắp nơi tìm không được. Thấy Diệp Minh tới, hắn cả giận nói, ta nhờ ngươi nhìn xem thổ chi, ngươi tới làm cái gì? Diệp Minh cười khổ nói, Tô huynh, cái kia khói vàng quá lợi hại, ta đánh không lại. Tô Liệt cũng không nghi ngờ, Diệp Minh có thể trong thời gian ngắn như vậy, nắm khói vàng chém giết, hắn một mặt khinh miệt nói, xem ra ta là đánh giá cao ngươi, thật sự là một phế vật. Diệp Minh nháy mắt mấy cái, nói, tiểu đệ tự nhiên kém xa Tô huynh. Nơi đây mục linh thú ở nơi nào, chẳng lẽ bị chém giết? Tô Liệt giọng căm hận nói, 8 phần 10 là. Diệp Minh, Trần Pháp Đạo cùng viên tập hợp của hai vị sư huynh, lúc này hẳn là đã chém giết hỏa linh thú, tựa hồ thủy linh thú cũng là bọn hắn chém giết. Tô Liệt giận dữ, lẽ nào lại như vậy, ta chính là xếp hàng thứ nhất, bọn hắn dám cùng ta đoạt. Hắn không nói hai lời, lại phóng tới hỏa chi địa phương. Từ khi ngũ hành linh thú bị chảm, Diệp Minh liền có một loại cảm ứng, ngay tại này một chỗ phụ cận. Hắn đi vào trong chỉ chốc lát, phát hiện một chỗ ngũ hành hội tụ chỗ. Nơi này là một cái đầm lầy, phóng xuất ra ngũ sắc quang khí. Lúc này đầm lầy một bên, thế mà hội tụ không ít quyền hành đệ tử. Bọn hắn không dám cùng Tô Liệt đám người đoạt linh thú, liền bốn phía tìm vận may, phát hiện nơi này kỳ dị. Nhìn thấy Diệp Minh, tất cả mọi người chào hỏi, dù sao cũng là bài danh đệ tứ tồn tại, chỉ so với Tô Liệt bọn hắn yếu một điểm. Diệp Minh cố ý hỏi, vài vị sư đệ, các ngươi phát hiện cái gì? Một người nói, Diệp sư huynh, chúng ta cảm giác nơi này có cổ quái, địa phương khác đều ngũ hành rõ ràng, chỉ có nơi đây ngũ hành giao hội. Diệp Minh thấy trong ao đầm có một cái hố nước, tựa hồ rất sâu. Hắn nói, vài vị sư đệ, không bằng chúng ta đi vào tìm tòi hư thực. Mọi người, trước mắt cũng chỉ là nhặt được một chút ngũ hành pháp tinh. Bất quá đều không tính là gì vật chân quý, thế là đều kích động. Diệp Minh nói, phía dưới này không biết có không có nguy hiểm, các ngươi chờ một lát, ta đi xuống trước tìm kiếm đường, chờ an toàn, ta sẽ gọi người nhóm. Hắn không nói lời gì, trước nhảy vào hố nước. Vừa vào trong đó, hắn liền không ngừng chìm xuống, ngũ sắc linh khí lập tức đem hắn bao quanh bao bọc. Giảm xuống mấy trăm mét về sau, hắn tiến vào một cái to lớn hầm ngầm bên trong có nồng đậm ngũ hành linh khí những linh khí này kết tinh thành tinh thể đủ mọi màu sắc tạo thành treo lủng lẳng thủy tinh thạch nhũ khắp nơi đều có mà tại trung ương nhất có một viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu phóng xạ hào quang năm màu hắn vừa mới tới gần liền bị một cỗ cự lực gạt ra nhưng sau một khắc trong cơ thể hắn ngũ hành phù đồng thời phát sáng tại hắn ngoài thân hình thành một đạo ngũ sắc thần quang một thoáng liền đem này cỗ cự lực tiêu mất tan giã lực lượng về sau diệp minh dễ dàng đã đến hạt châu trước đưa tay cầm hắn mới tiếp xúc hạt châu hạt châu liền xông vào nguyên thần của hắn sau đó quay tít một vòng năm đạo ngũ hành phù liền bị hút vào trong đó lần này hạt châu tỏa ra ánh sáng trói lọi bắt đầu phóng xuất ra ngũ hành thần lực thối luyện diệp minh nguyên thần cùng với thân thể hắn cảm giác cực kỳ thoải mái biết cái đồ chơi này tất nhiên liền là ngũ hành châu ngũ hành châu vừa đến tay đột nhiên liền cảm thấy đại địa chấn động nơi này tựa hồ liền muốn sụp đổ Hắn vội vàng ra bên ngoài trốn, bay lên thời điểm phía dưới đã bắt đầu đình trệ. Chờ hắn chạy ra mặt đất, toàn bộ đầm lầy đều đã hãm hạ xuống, tạo thành một cái to lớn hố trời. Giờ phút này, bên ngoài một mảnh hỗn loạn, đất rung núi chuyển. Lúc này Diệp Minh Nguyên thần bên trong, Ngũ Hành Châu chấn động mãnh liệt, chỉ dẫn lấy Diệp Minh, khiến cho hắn có loại mãnh liệt nguyện vọng, muốn đi năm cái địa phương. Hắn quát to một tiếng, không xong, Ngũ Hành Động muốn sụp, đại gia mau trốn. Hắn vừa gọi, tất cả mọi người hoảng rồi dồn dập tư tán mà đi. Mà hắn thì theo ngũ hành châu chỉ dẫn, rất mau tới đến hỏa chi địa phương. Đến một chỗ lỗ hồng, hắn đưa tay vỗ, đập nát hỏa tinh, từ bên trong lấy ra một khối hỏa hồng tảng đá. Cái đồ chơi này không phải là hỏa chi tâm A. Tiếp theo, hắn lại phân biệt đi tới một chỗ, thổ chi, kim chỗ cùng thủy chi, lại phải bốn tảng đá. Lấy đi hết thảy tảng đá về sau, ngũ hành động càng không ổn định, người khác đều đi hết sạch, hắn vội vàng nắm tảng đá để vào chiếc nhẫn, Tốc độ cao chạy ra hang động. Khi hắn ra tới lúc, Tô Liệt đám người đều vẻ mặt khó coi đứng ở bên ngoài. Diệp Minh sau khi ra ngoài không đến 10 cái hô hấp, ngũ hành động liền triệt để sập, hình thành một mảnh lớn hố to huyệt, đen thẫm, thâm nhập dưới đất không biết bao nhiêu. Diệp Minh lau nước, nói, may nhờ ta chạy nhanh, kém chút liền không ra được. Sau đó hắn hỏi Tô Liệt, "Tô sư huynh, không biết ngươi chém giết thế nào con linh thú?" Tô Liệt một đầu không có chém thành, nhưng ngượng ngùng nói, liền hừ một tiếng, nói không có mấy con. Diệp Minh lại hỏi Trần, Viên hai người, Trần Sư huynh cùng Viên Sư huynh, chắc hẳn thu hoạch tương đối khá. Ai, ta đi nửa ngày, liền nhặt được mấy khối tinh thạch. Kỳ thật người lập tức có cộng minh, rôn dập nói tô liệt mấy cái lợi hại, chén giết linh thú. Bọn hắn cùng Diệp Minh một dạng, cũng chỉ là nhặt được chút tinh thạch. Trần Pháp đạo nhìn chằm chằm Diệp Minh, hắn luôn cảm thấy sự tình không đúng, hỏi, người không có chén giết một con sao? Diệp Minh cười khổ, ta đi trước thổ chi kết quả gặp được tô sư huynh trừ hỏa chỗ lại gặp được ngài hai vị sau này đi một chỗ phát hiện linh thú không có ai ta nơi nào có cơ hội a à? trần pháp đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn ở sâu trong nội tâm cảm thấy chính mình cùng viên tập hợp của đô không có hoàn thành sự tình diệp minh càng không thể nào hoàn thành thì thào nói kỳ quái ngũ hành chi châu còn không có phát hiện này ngũ hành động làm sao lại sập ngũ hành chi tâm đầu diệp minh nói chắc là ba vị sư huynh cầm đi ngũ hành linh thú tinh khí dẫn đến ngũ hành động đổ sụp. Kỳ thật ba người không có một cái chém linh thú, nhưng trong lòng đều cảm thấy là đối phương đạt được. Tô Liệt cho rằng là Trần, viên hai người, mà Trần viên hai cái, lại cho rằng là Tô Liệt được tiện nghi. Này ngũ hành động chuyến đi, như vậy kết thúc, mọi người riêng phần mình thông qua truyền tống trận, quay về thiên cương đại lục. Trở lại tẩy vân sơn, triệu trầm phương cười hỏi, sư đệ, nhặt được không ít pháp tinh à? Nghe nói ngũ hành động sập, việc này thật là kỳ quái, ta phải đi hỏi một chút sư tôn. Diệp Minh nháy mắt mấy cái, nói, sư huynh, nhưng thật ra là ta làm sập. Ngay lập tức, hắn nắm sự tình nói. Triệu Trầm Phương kém chút nhảy dựng lên, cái gì? Ngươi chém ngũ hành thú, đoạt lấy ngũ hành châu, cầm đi ngũ hành chi tâm. Thật hay giả? Diệp Minh cười khan một tiếng, sao dám lừa gạt sư huynh? Triệu Trầm Phương biết đây là chuyện lớn, lập tức mang theo Diệp Minh, đi cầu kiến tẩy vân thiên tôn lãnh vân phòng. Đến hòn đá kia phòng ở trước, Triệu Trầm Phương hưng phấn nói, sư tôn, đại hỷ sự vội vàng hấp tấp phập phòng không yên còn thể thống gì lãnh vân phong mở miệng trách cứ triệu trầm phương hắc hắc cười một tiếng nói sư tôn ngũ hành châu tiến đến một cỗ đại lực hút nhiếp diệp minh cùng triệu trầm phương lập tức liền bị hút vào trong phòng sau đó đại môn đóng chặt diệp minh cảm giác chính mình vị sư phụ này đã ngăn cách bên ngoài thanh âm cùng hình ảnh đều không thể bị người trinh chi cần phải cẩn thận như vậy lãnh vân phong nhìn chằm chằm diệp minh hỏi nói Diệp Minh thế là từ đầu tới đuôi nắm tình huống nói một lần. Lãnh Vân Phong nghe xong ha ha cười lớn, mấy cái kia đầu mối coi là đoạt ba hạng đầu, liền phải bảo bối ba cái phế vật mà thôi, có thể có đồ nhi ta một nửa sao? Nhìn hắn dương dương đắc ý bộ dáng, Diệp Minh cười cười nói, sư phụ này ngũ hành châu có diệu dụng gì? Lãnh Vân Phong dừng lại nụ cười nói, đồ nhi ngươi có chỗ không biết, cái kia ngũ hành chi tâm là thượng cổ đại thần bổ thiên còn sót lại tuyệt thế kỳ chân thời gian chỉ có này năm khối chúng nó xuất hiện địa phương liền tạo thành một mảnh ngũ hành linh cũng chính là ngũ hành động khi ngũ hành lâu dài hội tụ tạo thành ngũ hành châu ngũ hành châu lại phóng thích linh uẩn nuôi ra ngũ hành linh thú ngũ hành chi tâm không nói cái kia ngũ hành châu bị ngươi hấp thu lại dung hợp ngũ hành linh thú lực lượng ngươi liền chờ tại có được ngũ hành thần lực cái này thần lực sẽ dần dần đem ngươi tạo nên thành ngũ hành thần thể ngũ hành thần thể thế gian hiếm có tuyệt thế thể chất tại thập đại thể chất bên trong, bài danh 10 vị trí đầu. Từ trước thể chất như vậy, đều có đại thành tựu. Không nói những cái khác, trở thành một cái nào đó cửu tinh thế lực trưởng môn, vẫn là dư sức có thừa. Đến mức cái kia ngũ hành chi tâm, liền càng huyền diệu hơn, đây chính là luyện chế vô thượng pháp khí bất nhị thần tài. Vì cái gì ngũ hành động chỉ cho pháp vương đi vào, bởi vì có thái cổ cường giả bố trí cấm chế, chính là giới chủ, đều cầm cái kia cấm chế không có cách nào. Không nghĩ tới a, à, thế mà bị ngươi đạt được. Diệp Minh lúc này lấy ra Ngũ Hành Chi Tâm, nói: "Nếu có thể luyện chế thần tài, liền giao cho sư phụ đi." Lãnh Vân Phong hết sức vui mừng, hỏi: "Đồ nhi, ngươi biết này Ngũ Hành Chi Tâm giá trị bao nhiêu không?" Diệp Minh cười nói: "Nếu là tuyệt thế thần tài, chắc hẳn có tiền mua không được. Nếu biết, còn phải đưa cho vi sư." Diệp Minh cười nói: "Sư phụ mạnh mẽ mới có thể che chở đồ nhi chủ." Còn nữa nói: "Đây cũng là đồ nhi một mảnh hiếu tâm." Lãnh Vân Phong ha ha cười to, nói: Vi sư đa tạ người. Vi sư đang chuẩn bị luyện chế một kiện thần khí, khổ vì một mực tìm không thấy thần tài. Có này ngũ hành chi tâm, việc này có thể thành. Bất quá, việc này muốn cơ mật tiến hành, hai người các ngươi không muốn đối với người ngoài nói. Triệu Trầm Phương còn cao hơn Diệp Minh Hưng, nói: sư tôn, có thần khí, ngài là có thể trở thành đầu mối trưởng lão, thậm chí vấn đỉnh trước trưởng môn. Lãnh Vân Phong nói: còn sớm, việc này đừng muốn để. Hắn lại nói: này ngũ hành chi tâm sẽ có dư thừa tài liệu vi sư làm bày tỏ cảm tạ sẽ vì đồ nhi ngươi luyện chế một bộ ngũ hành vòng pháp khí tuy không phải thần khí nhưng uy lực cũng không phải bình thường pháp khí có thể so sánh diệp minh xuất ra thiên hiểu đao hỏi thỉnh sư phụ xem qua này pháp khí như thế nào lãnh vân phong lấy ra về sau chỉ nhìn thoáng qua cười nói là một kiện thất tinh pháp khí rất khó được vi sư pháp khí cũng chỉ là nhị tinh bất quá dùng thực lực của ngươi còn không phát huy ra uy năng của nó Triệu Trầm Phương lại thấy con mắt phát nhiệt, muốn nói lại thôi. Diệp Minh Linh lung tâm hồn, cười nói, Tam Sư Huynh, ngày này hiểu đau tại ta lãng phí, liền đưa cho Sư Huynh đi. Triệu Trầm Phương mừng rỡ, hắn nguyên chỉ muốn mượn mấy ngày, không muốn Diệp Minh như thế hào phóng, trực tiếp đưa cho hắn. Sư đệ, này làm sao có ý tứ, quá quý giá. Trong miệng nói như vậy, có thể con mắt còn nhìn chằm chằm thiên hiểu đau. Lãnh Vân Phong nắm chừng mắt, nói, thu cất đi, nhìn ngươi không có tiền đồ dáng vẻ. Ta cho ngươi thêm sư đệ một thanh thích hợp pháp khí chính là. Nói xong, hắn theo trong tay áo xuất ra một bản trường kiếm, bên trên có ngũ hành thần quang lưu chuyển. Cũng là xảo, vi sư thời gian trước đạt được một thanh ngũ hành tỏa hồn kiếm. Này kiếm có ngũ hành lực lượng, cùng ngươi thể chất tương hợp. Mà lại, nó sử dụng lúc, có thể đem chém giết người hồn phách khóa vào trong kiếm, trở thành kiếm một bộ phận. Giết càng nhiều người, kiếm uy lực lại càng lớn. Mặc dù chỉ là lục tinh pháp khí, có thể so sánh chuôi đao kia càng thích hợp ngươi. Diệp Minh tiếp nhận trường kiếm, cảm ơn sư phụ. Lãnh Vân Phong nói, trong khoảng thời gian này, không cần tận lực tu luyện, chậm rãi cảm thụ ngũ hành thần thể biến hóa, cho đến viên mãn mới thôi. Coi là sư tính ra, cũng là khoảng 3 tháng, ngươi ngũ hành thần thể có thể thành. Hạ Sơn, Triệu Trầm Phương liền nghiên cứu thiên hiểu đao đi, Diệp Minh thì trở lại trang viên, dốc lòng tu luyện. Nếu sư phụ không cho tu luyện, Diệp Minh liền quyết định sửa sang một chút tài sản của mình. Trước đó công pháp, pháp khí cái gì, đều phân phối cho mọi người, bất quá nhiều đếm được bí thạch, tử tinh các loại đều lưu tại trên tay hắn. Diêu tiền thụ vẫn luôn tại chuyển hóa này tử tinh cùng bí thạch, kết xuất rất nhiều phù tiền. Diệp Minh cảm thấy là thời điểm đem những này phù tiền ra tay rồi để đổi lấy thiên cương tệ. Hắn phát hiện tử tinh tại địa phương nhỏ đáng tiền, nhưng tại thiên cương đại lục lưu thông tiền tệ là thiên cương tệ. Ngày này cương tệ hắn nghiên cứu qua, kỳ thật liền là một loại phù tiền, kết cấu bên trong hết sức phức tạp. Giờ phút này, hắn nắm diêu tiền thụ phóng ra, mệnh hắn cắm dễ đại địa, diêu tiền thụ biến ảo thành một gốc bình thường cây, cắm trong sân. Diệp Minh ngồi dưới tàng cây, gặm hoa quả, xuất ra một viên thiên cương tệ. Diêu tiền thụ rũi ra một cành cây, nắm thiên cương tệ tiếp được. nhào đến một tiếng, thiên cương tệ bốc cháy lên, hóa thành cho bụi. sau một khắc, diêu tiền thụ liền nở hoa kết trái. thời gian nháy mắt, cái kia cành phía trên liền kết xuất một cái khác miếng thiên cương tệ. Diệp Minh lấy ra xem xét, bên trong kết cấu đồng dạng phức tạp cùng rất nhiều cấm chế phù văn kết thành. Hắn ngạc nhiên nói, này không phải liền là thiên cương tệ sao. Hắn tiếp tục thí nghiệm, sau đó hắn phát hiện, dư tiền thụ mỗi tiêu hao 60 miếng tử tinh tệ, liền có thể kết xuất một viên thiên cương tệ. Nhưng hắn là biết đến, trên thị trường, một viên thiên cương tệ có thể hối đoái 100 miếng tử tinh tệ. Nói một cách khác, đây là một vốn bốn lời sinh ý. Đương nhiên, dư tiền thụ sản lượng là có hạn. Coi như mã lực toàn bộ triển khai, mỗi ngày cũng là chế tạo 10 vạn miếng thiên cương tệ, một năm 36 triệu miếng, kiếm được tiền có hạn. Đương nhiên, theo dư tiền thụ đẳng cấp tăng lên, sản lượng cũng sẽ tăng trưởng, hàng năm đại khái có thể tăng trưởng hai thành. Nếu như vậy, 10 năm về sau, hàng năm sản lượng liền có thể đi đến hai ức hơn 2.000 thiên cương tệ. 30 năm sau, liền là 8 660 triệu, mà 100 năm sau, liền là kinh người hàng năm 000 vạn ức thiên cương tệ. Tế thủy trường lưu, Diệp Minh đảo không nóng lòng. Bất quá, trước mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là lợi dụng diêu tiền thụ hấp thu thái cổ thần thạch bên trong năng lượng nhớ kỹ triệu trầm phương nói qua hắn trang viên phía dưới liền có thái cổ thần thạch quá hợp không biết là thật là giả nghĩ được như vậy hắn liền chui xuống đất bơi đi một vòng về sau hắn phát hiện tại phía dưới mặt đất có nhất trọng kiên cứng rắn vô cùng nham thạch đột phá tầng nham thạch về sau lại là nhất trọng dung nham chưa tới dung nham hắn mới tiến vào một mảnh toái nham khu bên trong xác thực tồn tại thái cổ thần thạch nhưng mười phần thưa thớt diệp minh lần này hiểu rõ vì sao có thái cổ thần